Trưa 28 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Người lao động, ông Nguyễn Tấn Phong, chủ tịch hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông đã trực tiếp làm việc với giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nội dung tục tiểu và kém văn hóa trên Facebook Đầu bếp Võ Quốc. Ông Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh: "Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và sở cũng đã xác định đã vào cuộc xác minh, xác định Đầu bếp Võ Quốc sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh." nên sẽ mời ông ấy lên làm rõ nội dung trên Facebook cá nhân của ông. Nếu công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng xác định ông Võ Quốc không bị hack Facebook và những nội dung là do ông ấy viết thì quả là xúc phạm nặng nề đến nhà báo, nghề báo. Cũng theo ông Nguyễn Tấn Phong, văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vào cuộc đề nghị làm rõ nội dung trên Facebook của đầu bếp này. Ông Nguyễn Tấn Phong cho biết Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có công văn báo cáo Hội Nhà báo Việt Nam có công văn gửi cục báo chí Bộ Thông tin Truyền thông. Trong công văn ngoài nội dung sự việc, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã thu thập các chứng cứ tài liệu liên quan để gửi các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý vụ việc đến cùng. Trước đó, chiều 13 tháng 9, tại một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi trò chuyện sáng tạo với chức việc, diễn giả là biên kịch Bình Bồng Bột có nói rằng Thái hậu Dương Vân Nga là người phụ nữ duy nhất trên thế giới trong lịch sử nhân loại ngủ với hai vua. Thái hậu là vợ của vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Trước sự việc này, có rất nhiều ý kiến phản ứng với Bình Bồng Bột. Sau một thời gian im lặng thì Bình Bồng Bột đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Mặc dù biên kịch này đã lên tiếng xin lỗi và nhận sai, nhưng tài khoản Facebook Võ Quốc lại có hành động share lại bài xin lỗi và ghi nội dung rất vô văn hóa, xúc phạm báo chí và nhà báo đã từng viết bài về Bình Bồng Bột. Các luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, giám đốc công ty luật Lưu Vũ, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Nhà văn Trần Nhỏ Thụy và nhiều bạn đọc báo người lao động đồng tình việc các cơ quan chức năng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đi đến cùng sự việc làm rõ Facebook bị hắt hay cá nhân đầu bếp Võ Quốc đăng nội dung tục tiểu xúc phạm báo chí. Cá nhân tôi ủng hộ việc phải làm rõ là Facebook đầu bếp Võ Quốc bị kẻ gian hắt để đăng nội dung bẩn xúc phạm lăng mạ nhà báo và nghề báo hay chính anh ta là người đăng nội dung ấy. Nếu Facebook anh ta bị hack thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ ai hack, ai đăng và động cơ, mục đích đăng để xử lý những hành vi tương ứng, nghiêm trị theo pháp luật. Còn ngược lại, nếu bản thân đầu bếp đăng nội dung đó lên mạng để phỉ bán nghề báo, nhà báo thì cũng phải xử lý thích đáng theo quy định pháp luật hiện hành. Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thì chia sẻ.